vâng 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 đứng nơi 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 đây chờ anh ta tay xin em đừng khóc nên nước mắt nhạt nhòa đôi xin lỗi bà buồn cái gì bà buồn cười quá hả à, không sao. Em ơi, cho anh ngừng ngồi đây chút được không? Cảm ơn. Du ngày mai bao bao ngập trời du em đã yêu ai mà thì anh vâng đứng nơi đây chờ anh ta tay xin em đừng khóc nên nước mắt nhạt nhòa đôi xin lỗi bà buồn cái gì bà buồn cười quá hả à, không sao xin lỗi nha. Em ngồi đây là làm gì vậy? À, em ngồi đợi bạn chơi. Anh đợi đi chơi hả? À. Anh ra tập đàn á? Cái chồng của anh nó mà mới ngồi dậy á, giờ tự nhiên nó trơn rồi, Ừ. Kỳ đó. Tự nhiên hết ngang vậy luôn. Ừ, này nó nói chuyện với em cái là tự nhiên nó hết luôn hay sao? Ủa sao kỳ đó? Mày thì có mồm điêu đi. Em ngồi đây làm gì đấy? Em ngồi chơi. Ngồi chơi thế hả? Anh thì ra tập đàn á. Nhưng mà thường hay kiểu là anh gặp mấy bạn sinh sinh là thường hay kiểu mình cái đoạn đầu mình hay bị lúng túng, mình bị dịp địa đấy mà. Ừ, hay bị vấp đúng không? Nhưng mà nãy giờ anh nói với em kiểu vậy là nó cảm thấy nó khó chịu không? Không, anh em thấy bình thường. À, bình thường hả? Dạ. À, cảm ơn em nha. Nói chung là vừa xinh đẹp mà vừa rồng lường nữa. Ừ. Em thấy anh này đàn có được không? Dạ, được. Được hả? Dạ. Anh mới học hả? Ừ, anh mới học. Ừ, anh mới học được có mười mấy năm à. Ồ. Ừ. Ừ, học từ trong trứng á. Em tên gì nhỉ? Em tên Anh Thư. Anh Thư? Dạ. Trời ơi, nghe cái tên là giống là kiểu là Thư là sách đúng không? Dạ. Giống kiểu là mình là có một chút gì đó ở bên chỗ bên văn học rồi đó. Văn học hả? Ừ. Không, em học tự nhiên nha. Em học toán lý hóa nha. Ủa là em chuyên bên toán lý hóa hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, sao mà cái mồm anh nói kiểu gì nó bị ngược lại hết là sao ta? Tên em nó ngược với cái cách em học với cái tính cách em lắm anh. Ai cũng nghĩ em tiểu thư á nhưng mà không nha. À, đó. Thư là không phải là tiểu thư. Đúng rồi. Mà nó bên cái gì? Cái bên nó cái gì? Anh Thư lận á chứ không phải là. Anh Thư luôn hả? Trời ơi. Hết căng nghiệp đó. Chắc là em là bên chuyên toán lý hóa là em cũng giỏi về hóa lắm đúng không? Hóa là có nghĩa là em cũng biết về hóa đúng không? Thế bây giờ anh có thể em có thể dạy giùm anh một cái câu về hóa được không? Đơn giản thôi. Không, nó đơn giản lắm. À, anh hỏi thôi. À. Đồng á là cái công thức hóa học của nó là Cu đúng không? À.
mà người Việt Nam mình hay đọc là là gì, là gì, là đó đó, là như anh nói đó, là gì, là Seoul đúng không? Đúng rồi. Em có bao giờ em chạm vào cái vực gì đó mà nó bằng đồng chưa? Có rồi hả? Là người ta hay gọi là sơ cu. Trời ơi, không nghĩ anh suy nghĩ được vậy luôn. Không á. Không, đâu có. Thì tất nhiên ví dụ cái dây này dây bằng đồng đúng không? Đồng công thức khoa học của nó là Cu đúng không? Thì ví dụ anh chạm vào đây cái là mình gọi là sơ cu đúng không? Còn nếu như mà nó mà mình bóp nó như này là hiểu rồi đúng không? Mình tới đó được rồi. Tới đó được rồi. Thôi, xin lỗi, có nghĩa là cái tâm anh nó suy nghĩ tốt lắm. Nhưng mà anh cứ sợ là cái nghĩa của anh nói ra nó làm mọi người nó suy nghĩ tới những cái mà nó về xa vời hơn đúng không? Không, nó về cái mà gọi là cái tư duy trừu tượng, giống cái gì mà ở trong chủ nghĩa Mác Lênin nói thôi, gọi là viễn tưởng. Nó thuộc về những cái thứ mà nó thuộc về tâm linh. Nó nói vậy á. Mà anh nói tới chuyện gì quên rồi. Anh vừa nói mà anh quên rồi, cái đầu anh mới hay bị vậy á. Thì nãy giờ anh nói về sale quá. Sale hả? Thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Cái chuyện đó nó cũng không hay lắm đúng không? Dạ. Thật ra nhìn vậy thôi chứ anh tốt lắm. Anh còn đi làm từ thiện từ đồ các thứ nữa. Thỉnh thoảng anh hay làm từ thiện từ đồ các thứ. Bởi vậy anh làm từ thiện từ đồ mình có dư được mấy cái nhà. Từ thiện mà. Không, ý là tốt chưa ạ? Làm từ thiện. Nhưng mà dư nhà xong rồi là anh đi kiểu là tạo những cái phòng để cho là những cái em sinh viên lên ở đại học. Chứ không phải là anh lấy mấy cái nhà đó. Nó quan trọng vậy á. Em có thích nghe đàn không? Đàn tại bài cho vui. Thấy em giống kiểu là có nhiều năng lượng vậy là anh biết là anh đoán là em cũng sẽ là thích nghe nhạc rồi. Em thích nghe bài gì anh đàn tặng em? Bài 18-30 đúng không? Dạ đúng rồi. 30 hả? 20 chứ. 20, 18-20. Dạ. Của Giọng Hiếu đúng không? Dạ. Trời ơi, bài này idol của anh luôn. Vào. Em chọn đúng bài rồi đó. Những năm tháng ngày mình đã đi qua, những đôi mặt này nhìn về phương xa, dù cho bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi đang còn đó mong. Năm tháng ngày quay lại được không? Những tháng ngày năm ấy ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiền ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm ấy anh đã cười thật tươi, và có đôi lời yêu em anh cũng không dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng cuối trời. La 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 la, nhớ nụ cười xuân thơ. Hay vậy. Hay quá hả? Nghe xong là thấy có tích cực rồi đúng không? Dạ đúng rồi, nó khác như khúc đầu anh ha. Ủa khác luôn hả? Anh mới vô xin cho em ngồi á. Ủa sao kỳ vậy đó? Chắc là cho do anh hôm qua anh đi sinh nhật giờ chưa tỉnh bia đó. Giờ mới ngồi đây xíu nó tỉnh rồi. Tỉnh được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Tỉnh cũng được 5-7% rồi. 5-7% rồi. Còn trong người khoảng độ 90 mấy phần trăm lít. Chín mấy phần trăm nó nằm trong người á, nó chưa giải nhiệt được. Ủa nhưng mà em là quê ở đâu nha? Em quê ở Cà Mau á. Quê Cà Mau hả? Trời ơi, ngay Cà Mau là anh càng ngưỡng mộ nữa. Anh hay thấy là chạy giữa đường á, anh thấy là mấy cái, em biết mấy cái loa không? Hay ra một cái là cua biển Cà Mau 2 con 50, 2 con 50. Cua biển Cà Mau 2 con 50. Có luôn hả? Có luôn, anh hay mua ăn lắm. Ngon lắm. Cua đó, cua nước mặn mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà 2 con 50 là hơi rẻ nha. Mua đúng chỗ không vậy? Mà ngon không? Ngon. Ngon hả? Trời ơi, ngon anh mới mua chứ em nghĩ sao vậy? Anh còn bả là cua biển Cà Mau nữa, cho nên là ai mà ví dụ như bạn bè anh giới thiệu hết á, ví dụ như gặp cua biển Cà Mau ở ngoài đường rồi là hay mua ăn lắm. Mà cua đâu ăn ngon nữa. Dạ ngon.
ngọt đó, nó nhiều chất nữa. Đặc sản của em mà. Anh ăn nhiều quá mà anh bị gút đúng không? Ôi trời đất ơi. Em quê Cà Mau hả? Dạ đúng rồi. Anh quê ở đâu vậy? Anh hả? Em nghe giọng anh em có đoán được anh quê đâu không? Em nghĩ là ở Hà Nội. Ủa Hà Nội hả? Miền Trung. Miền Trung hả? Miền Trung. Quảng Bình. Gương Quảng Bình. Quảng Trị. Thôi được rồi, để anh nói cho em một câu thơ để cho em về nhớ. Trời, anh nhớ. Đất Quảng Nam đầy nắng và gió, trai Quảng Nam vừa chịu khó vừa dễ thương. Nếu một mai mẹ em cần để hiểu thì về đâu ba chấm. Hà Tĩnh. Anh ở đâu? Anh Hà Tĩnh đúng không? Anh ở Huế. Anh ở Huế à? Em nghe giọng quen đó nhưng mà em không đoán được. Em tự nhiên cái em bị quên cái chuyện đó. Giờ mới đoán được hả? Ờ. Nhưng mà kiểu là anh không nghĩ sao mà sao mà anh kiểu anh tiếp xúc, anh nói chuyện với em giống kiểu là mình có thêm một tí năng lượng ấy mà. Giống kiểu là em nói chuyện thường là cái tính cách em cũng vậy đúng không? Đúng rồi. Anh thích mấy cái bạn mà kiểu tính cách mà kiểu là hòa đồng nhiệt tình vậy lắm. Nhoi lắm anh. Em kèm lắm. Dữ vậy luôn hả? Đúng rồi. Như vậy thì mình tốt cái đó là tốt. Tốt hả? Người ta gọi tốt. Rồi em vào Sài Gòn lâu chưa? Em vô Sài Gòn được năm. Gọi là lên đúng không? Ở dưới gọi là lên đúng không? Em lên Sài Gòn lâu chưa? Lên Sài Gòn được 3 năm. 3 năm rồi, là bây giờ mình lên đây mình đi làm hay là mình đi học hay là mình đi cái gì đó? Cái gì? Là... em đi vừa học vừa làm. Vừa học vừa làm, đúng không? Thế... còn là sinh viên. Còn là sinh viên. Sinh viên trường gì? Trường gì? Học viện hàng không. Em nói coi anh Dũng cứ anh suy sụp tinh thần luôn em mà. Trời ơi. Đúng rồi, hẹn với anh nhìn em là em phải cao mét 8 một trục. Ông không tới. Xuống xíu. Xuống xíu, 75. Nhím đúng. 74.5. Có dù 74.5 luôn. Chắc tầm đó. Tầm đó luôn hả? Dạ tầm đó. Rồi, vậy em cao hơn cả anh luôn rồi. Đúng rồi. Nãy giờ em ngồi xa nè. Đúng rồi, em nói học về em không là anh thấy là thấy hợp lý rồi đó. Vừa xinh gái vừa cao ráo này chỉ có là... bạn sao à? là chỉ có là bạn của anh thôi. Sau này em sẽ làm bạn của anh. Dạ. Thì làm bạn được đúng không? Dạ, thấy tên anh cũng vui nữa đúng không? Dạ. Em có nghe thêm bài nữa không? Dạ, tại vì giờ cũng trưa rồi, anh cũng đàn tặng anh lấy chung là này giờ anh cũng đói hết sức rồi, anh không kìm được sức nữa. Nhưng mà anh cố gắng dùng một tí công lực cuối cùng. Lúc bấy giờ nhất cuồng xong cơ ta độc những bá độc giang hồ, muốn liền thành cùng như là thành chữ thì khí tôi đang điền khai thông hoạt đào nhưng mà tấp chỉ cần nó đẩy xuống một chút nữa thôi, đẩy xuống thêm một chút nữa thôi là hơi bến luôn anh, là nó xuống ruột già luôn. Xuống ruột già là dừng được rồi nha. Được nha. Không tặng bài ba này nhá. Dạ thôi này giờ giao lưu cho vui thôi nha, em đừng có nghĩ anh mềm. Dạ, bà nha. Sao tặng em bài nữa, bài gì rồi anh tặng em bài hay lắm, chè lắm, Hà Con Vương Nắng. Hát xong cái nắng xuống luôn. Không, em thích bài đó. Ok nha. Thích bài này luôn. Dạ, thích bài đó. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu, thì còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đành mất em, riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy tin anh này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé xinh xuân, người làm sao xuyên tim anh? Tình yêu sẽ không phai mờ, vì anh thích trao dần. Một ngày hà buồn kèm phượng hồng khi còn vương nắng. Bầu trời một mùa vừa thu sang, mùa xuân lá xanh phai màu. Chẳng còn đâu những vân vườn, đang rơi trên khóe mi lệ buồn. Chuyện tình ta bao lâu giờ đây mãi cách xa. Từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mưa đông đến. Là ngày và người rời theo ta, người ta bão giông đời này. Chẳng còn đau những vương vườn, theo hương hoa kia bóng ai phai mờ. Lời chia tay em chưa từng nói với anh, cớ sao người vội quên. Hay quá à. Hay quá hả? Bài này là, nãy giờ là anh đàn cho em nghe hai bài là giống kiểu là nó sôi động lắm luôn đó. Nhưng mà thật sự là xong bài này là anh đói bụng, xương cột già. Không, thôi nó kiểu là anh hết sức rồi. Hết sức luôn hả?
Ủa sao vậy, hồi nãy anh nói là em truyền năng lượng cho anh mà. Thì nó được mãi hai trúng nó. Thôi được chứ chắc chắc anh phải dừng nữa hết. Dạ. Anh hết sức rồi, anh ngồi nghị sĩ rồi anh kiếm cái gì ăn á. Dạ, dạ. Em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Em ăn rồi hả? May quá, em tưởng em chưa ăn chứ. Thôi cho anh ngồi đây nghỉ xí, anh đỡ mệt rồi anh đi ăn cơm nha. Dạ.